Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món rất là ngon. Đó là món chả cá sốt cà chua. Thôi nhìn cái đĩa chả cá mình mới làm xong nè. Chả cá hả, dẻo mềm, thơm ngon, thấm đều cà chua, chua chua ngọt ngọt, rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn á. Khi ăn thì mình sẽ chấm với nước tương nha. Rồi mình và các bạn sẽ cùng bắt tay vào làm cái món này. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có, này là một cục chả cá nha các bạn. Chả cá này người ta nạo sẵn chả cá thu, cục này là nửa ký nè. Cà ba trái, hành lá, tỏi, tiêu, và kèm theo đó là gia vị. Rồi mình cho hết cái cục chả vào tô nha. Rồi tỏi nè, mình đã hả sắc nhuyễn, băm nhuyễn. Rồi cho hết tỏi với tô chả cá nè. Rồi sau đó cho tiêu vào. Tiêu mình xay nhuyễn nè. Rồi gốc hành mình cắt nhỏ mình cho vào. Cái lá mình sắc hết. Mình cho vào chén nhỏ. Gia vị vào, cho khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột nêm, xíu nước mắm, khoảng chừng nửa muỗng cà phê nước mắm. Rồi mình nhồi cho hết cá này nó đều gia vị chứ nó dẻo lại. Bạn nhồi đến khi nào mà cái cục chả của mình nó dẻo luôn nha. Rồi mình nhồi cục chả nè, nó dẻo rồi đó. Đây đó. Yeah, được rồi nha các bạn. Mình sẽ ớp cục chả để đây khoảng chừng 15 phút rồi mình sẽ đem đi chiên. Sau khi ớp xong rồi mình sẽ bắt đầu mình chiên. Bắt cái chảo lên bếp nha, cho dầu ăn vào. Để nắng chả nha, nắng cái miếng nhỏ nhỏ vậy nè, cho vào chảo mình chiên. Chả vừa vàng mình chở. Rồi bạn cho chả vào chiên mình chở cho nó vàng đều hai mặt nha. Cái mình này các bạn, nó vàng mà nó nở vậy nè. Đó, nó nở phùng lên vậy là đã chín rồi đó. Mình gấp ra nha. Gắp ra đặn chiên tiếp. Chả bạn phải nhồi cho nó dẻo. Bạn dẻo rồi khi mà chiên nó hả, nó phồng lên. Chả phồng lên nó mới ngon. Nếu mà chiên chả mà chả không phồng là không ngon. Một là chả nó dở, hai là mình nhồi chưa có tới độ dẻo của nó. Ăn nó sẽ bị bở. Chả khi mà chiên xong nó sẽ phồng lên nè các bạn. Bạn ra bạn để một hồi cái nó tóp lại, nó teo lại. Cà chua này mình nhờ chả đôi. Rồi sau đó mình sẽ sắc nhuyễn nha các bạn. Sắc nhỏ rằng lát mình sắc cà. Rồi cho vào tô nè. Sắc hết ba trái cà chua. Vậy là mình đã chiên xong phần chả cá nè các bạn.
Mình dùng cái chảo mà mình chiên chả xong đó, mình sẽ cho cà chua sắt sẵn vào rồi xào. Lúc này mình sẽ nêm gia vị vô nha, cho vào xíu bột nêm, khoảng chừng 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng bột ngọt, 2 muỗng đường, xíu muối, khoảng chừng 1/2 muỗng cà phê muối, rồi mình đảo lên, đảo cho nó tan gia vị, rồi hả mình xào xào một lát cà chua nó nhừ ra luôn nha, cho vào thêm xíu nước nữa. Rồi sau khi gia vị vừa ăn rồi nè, mình bắt đầu mình từ từ mình rim cho cà chua nó nhừ ra. Rồi lúc này nè, cà chua hả nó bắt đầu nó nhừ ra rồi đó, mình sẽ cho phần chả cá vào nha. Rồi cho lúc này luôn để từ từ cái chả cá nó thấm cà chua. Rồi các bạn hả nhỏ lửa xuống, ăn rim từ từ cho hả cà chua nó thấm vào chả cá. Rồi mình rim từ từ nè các bạn. Đó, mình để lửa nhỏ mình rim từ từ. Nãy giờ cũng được 5 phút rồi đó. Lúc này chả cá mình nó đã thấm cà chua rồi nha. Mình sẽ cho hành lá vào. Nó đơn giản như vậy là mình đã làm xong món chả cá sốt cà chua. Rất là ngon và hấp dẫn luôn nha các bạn. Rồi mình tắt lửa. Rồi bắt cái dĩa. Vậy là mình đã chia sẻ xong món chả cá sốt cà chua. Nhìn cái đĩa chả cá sốt cà chua của mình rất là ngon không? Từng miếng chả cá chiên xong nè. Vàng rất là ngon luôn á, vàng đều rất là ngon. Ở ngoài á hả, sốt đều cà chua 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 ngọt ngọt. Để mình cắn thử miếng chả cá nha. Khi ăn á thì nhớ là chấm với nước tương nè. Miếng chả cá nè, ớt á hả thấm gia vị nè, mềm mềm dẻo dẻo rất là ngon. Ở ngoài á áo đều cà chua 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 ngọt ngọt, thấm đều gia vị, rất là ngon luôn các bạn. Khi ăn thì các bạn ăn với cơm nha. Nước sốt cà chua chan vào. Ăn rất hao cơm mà không bao giờ ngán nha. Các bạn đã ăn thử món này chưa? Nếu chưa thì các bạn hãy làm thử món chả cá sốt cà chua này đi. Sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Và đơn giản như vậy là mình đã chia sẻ xong clip này. Hy vọng với những chia sẻ của mình nè, sẽ làm cho thực đơn của gia đình bạn thêm hay hơn, ngon hơn và phong phú hơn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy video mình hay và hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ, subscribe giúp mình nhé. Bye bye, xin chào các bạn.